Máy khoan bàn hiệu Kitagawa nha cả nhà. Chiều cao 1m, đầu kẹp 13 ly nha. Ê, ngoại hình nước sơn con này còn đẹp nha cả nhà. Mâm vuông. Đây là thông số máy nè, Kitagawa. Cỡ D360. Tốc độ chạy cao nhất là 2330 và chậm nhất là 420 nha cả nhà. Cốt con này to đẹp nha cả nhà. Đẹp lắm. Đầu kẹp 13 ly. Hành trình sâu của máy kéo xuống cả nhà thì được 80 nha, 80 nè. Con này thì nó sẽ có công tắc bóng đèn nha cả nhà. Bật bóng đèn lên là dưới đây nó sẽ có sáng hả. Bật đèn lên chạy. Con này thì sử dụng điện 1 pha 2 giùm 2 luôn nha cả nhà. Về game điện trực tiếp vô là xài thôi. Con này dễ im cả nhà. Sử dụng điện 2 giùm 2 luôn nha. Máy khoan bàn hiệu Kitagawa. Chiều cao 1m, đầu kẹp 13 ly. Máy khoan có 4 tốc độ. Sử dụng điện 1 pha 2.2. Anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ cho em nha cả nhà. Qua số điện thoại là 0816 527 425. Hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng nha cả nhà. 975 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nha. Ở đây rất là nhiều máy khoan bàn cho anh em mình dễ lựa chọn nha cả nhà. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nha. Kính chúc mọi người một ngày làm việc thật là hiệu quả.